Cái thịt này nó ngon giống như cá mú á. Cá biển mà. Đúng không? Cá biển nhưng mà cá mú cũng không bằng nó. À, vậy nó là đẳng cấp cao hơn nữa. Đẳng cấp cao hơn là cá mú nữa. Cá này gọi cá gì? Cá hành. Cá hành hả? Cũng rồi mấy người họ ngó thấy là người có rồi mang lên tiệm bán được 7 con. Bán được cho người ta. Thằng Hoàng cá ra nó ngó con cá. Còn mình không ở vùng biển á, mình không có biết. À, ra là đó hả? Ừ. Nó cho xuống sầu mà. Nó nhắc anh quả. Còn cái thằng đó, đau lên. Đeo lên sữa ra là cá thịt ngọt lên á. Cái cá này nếu mà mình ăn cuốn bánh tráng cũng được luôn. Ăn cuốn à? Đó. Ăn cuốn à? Không, ý là Việt Nam là cuốn bánh tráng bún là một phần cá, 9 phần bún để cho nó no. Chứ không phải là bên này ăn cá không? Ăn gọi là ăn vã đó, gọi là ăn vã đó. Phải quay đó, cái lúc mình cưới được như thế nào để nó tạo ra tác giả. Đấy đó, có quay nhà bếp nè. Tác giả tác phẩm. Cái biển tác giả tác phẩm. Sẵn sàng hợp với lại công ty. Ngân hàng lớn ấy, cái nhà hàng lớn. Mở các cửa hàng lớn với nhiều điều về Colorado. Việt cộng. Cái gan với lại cái trứng này đó. Trứng nè, đây là trứng nè. Để mỗi người thưởng thức tí. Cái gan của nó ăn nó sướng. Ăn gan cho nó bổ gan. Ăn gan bổ gan, ăn tim bổ tim. Cái thằng nhóc kia nó hỏi mình chứ. Ủa vậy là ăn đuôi bổ gì? Kia chứ là ăn đuôi bổ loanh quanh đâu đấy. Đó. Toàn tao cũng ngồi nhậu hết à. Nhiều khi anh chung chung anh vui lên à. Nhưng mà nhà thì anh thấy cái nước mắm này xong rồi con bữa anh buồn anh đưa 200-300 mua nước mắm cũng bò á. Bữa này gặp từ thiện trước kia mắm về cái gì mua nước đó phải hỏi đằng 10. Nó có từng nói là để cái nhà tôi á ai sẽ có từng sao á tôi xử lại cho cứ lăm le. Một cái business tại California. Tôi sự lung tung sao bẩn á. Lúc đó bán chuyên môn cá này thôi. Nhưng mà kiếm cái con cá này bán là nó mới khó. Nhận định nó mấy năm rồi. Ra ăn cá con, cá này ra cá. Yo bà con ơi, yo. Yo bà con ơi. Yo. Má ngon luôn. Chủ nhật nào mấy thằng có ngồi ngồi chứ. Anh mình hấp dẫn chưa? Lại khoe. Nhìn cho bớt thèm. Anh hai cá đi câu đó. Hai chị Tâm hai đây. Đang nhậu tôm biển. Tôm ai làm bán à? Chị đã khô đô trời tuyết không? Nhưng mà vẫn nóng rồi. Qua ta đi không thấy ta lạnh quá. Không biết là ông bà nấu từ sáng giờ nó múc ống máu nè. Trời ơi, nó đố ăn luôn. Nè, ở nhà nấu đồ ăn. Cái này đúng là không bỏ được. Mai em đi làm được mấy chục? Đi làm thì mình có tiền trả tiền thuốc. Anh nói rồi, ổng ăn đồ ăn em làm. Ổng nói order em về Cali làm đồ ăn cho ăn kìa. Mua đứt cho không mua. Mua đứt. Sao nó biết, nó nắng rồi, nó mắc mặt. Nó nhiều, nó biết tại vì nó chữa nhiều.
có chữ hơn nhiều rồi. Nó có ngàn tháng đấy đâu, trả tiền nhiều lắm, không cần lấy tiền luôn. Em nhìn thấy em chẳng dám làm. Cứ đi ra biển câu về thì làm cho. Sao uống chậm vậy? Trời luôn á. Mỹ hay người châu Á? Người Korea. Hôm nào em đi châm cứu cái thằng Trung Quốc á. Korea. Thì nó chỉ có châm cái kim vô thôi. Còn thằng này á, nó mới đi làm cái chảy này. Xong bắt đầu nó mới châm, mà trong khi châm á, thằng nó sao cho chạy điện nữa. Chạy điện mà nó giật tưng 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 luôn. Hết. Thì thằng này biết bắt tại vì làm cái đó được ăn ngon nè. Hôm thứ sáu vừa rồi dắt em đi coi hết kia á. Rồi dắt được vô phòng VIP mới sướng. Cái để mai mốt xin vé mấy chị em đi. Đi vô đã lắm. Ăn ngon mặc đẹp mà đứng em được đi theo nữa. Người Việt mà đi đến đâu thì Mấy chị đi làm hả? Có cách không? Hồi sáng tại vì mắc hè nên phải lên làm. Lên làm phát ra về đi về. Bạn có hỏi ngồi chạy ra ngoài kia lấy mấy chai bia đã lắm rồi. Ok, lấy được rồi. Ngồi đi, em chạy ra lấy rồi. Nhưng mà mình phải lấy ra. Rồi, rồi. Không biết mà đụng vô cái đó. Đứt nứt rồi. Ê, nói chuyện nghe chưa? Nghe chuyện này. Chưa? Mới chừng hai lấy à? À, sao đây em ơi, uống xong cái gì là uống thuốc vô. Uống xong rồi uống thuốc. Trời khổ nghe. Tối nào phải uống thuốc không? Chị ơi, lâu lâu có một lần không sao. Cho anh vui một vài ngày. Về lại đi. Giờ ăn đi tiếp khách. Lâu lâu người ta mới nhậu một lần. Nghe nghe anh Quân hát chưa? Anh Quân nhậu everyday. Everyday. Cái này phải cặp với cả rốt chứ ăn đó. Thôi ăn đi. Ăn đi, ăn ăn đi. Ăn lấy bia, ăn lấy bia. Ăn lấy bia. Vui quá. Mấy ông xem nào ông lại xem tiếp. Ờ, Mỹ ông sướng nhập đi Mỹ hoài. Này, đây ớt nhà chị đây. Là món nào cũng cay á, chứ đó, ớt bên Cali đó. Bên em cũng vậy đó. Bắn bắn nó hơi chuyện là biết đi làm. Chưa được gặp. Mà lúc nào mà nó vắng á, làm gì vậy? Dạ chưa, chị mai đi coi nữa nè. Còn mấy cái nha, tự nhiên thấy mà cả ngày có khách á. Mình về tới nhà mình cũng không mệt, mình vẫn làm được những việc khác. Mà ngày nào nó ế, về nhà hả, nhìn việc đâu muốn làm đâu. Nó khổ cái vậy. Thà nó có khách à, về nhà tự nhiên làm việc này việc kia không có thấy mệt. Tại bữa nay ở bữa này làm được nhiều đây ok thấy ok rồi. Còn là ế rồi về nhà mình việc á, cái chỗ làm thôi kệ cha mày. Còn ế thì nó không được vui, nó vậy thôi, tâm lý nó vậy. Có ăn bún thì có bún về nhau. Làm bún nữa. Này cả lại cũng hơi ghê nha. Anh nghĩ là cùng đi không tay không về. Nói thế thì quan chỉ thèm.
Tôi sẽ không nói với em là mua cái nhà đầu tiên thì mua tôi sẽ chỉ có một mua cái nhà đầu tiên thì sẽ mua tạm tạm thôi, rồi mà có chỗ ở ổn định đi rồi mốt từ từ có ấy rồi kiếm được cái nào ngon thì ấy nó đi xong rồi. Nghe lại này, tuyệt vời lại một chút. Ngon cái này chưa ngủ rồi. Với cô đang không điệu mà. Không được. Không vất vả đâu, nhà đang lên có lời, vất vả cũng có lời được rồi. Chú nghe lại này đi. Vất vả có một hai ngày dọn mà lời mấy chục ngàn nó mắc kia rồi, không sợ không vất vả. Nên là mấy năm tiền đéo. Hình như cá cũng mấy cây hả? Cây á. Bỏ cái này nó lên đô rồi. Chứ nó nhé, đừng bỏ đó đó, bỏ cái trên. Cá biển á còn 9 năm 6 đến. Bỏ đó mà quên lấy giờ. Không mà cái béo nhà thì nó. Bỏ ăn trên được bao nhiêu ngày không thôi, bỏ ngoài đi. Anh cho một con cá to lắm. Thôi, vừa rồi, nước sốt rồi. Còn mấy nhà, đó là cuối cùng, đau sống đầy đủ. Mấy giờ đóng cửa? Đóng cửa rồi, tại vì muốn có nước nóng, có bánh tráng, có đau sống. Có rồi, còn dưa leo quá luôn. Bánh tráng, bánh tráng thì sớm đi chị ơi. Bỏ nào. Có ai chú ý đâu, anh đã bé cho nó thêm. Mất 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 lấy cái này bánh tráng ra cho đây bún đây ồ cái này không cần anh ăn thôi 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 được rồi Diệu ơi Diệu thôi làm lại bánh tráng không cần bánh tráng thì bao la nhưng mà thôi gấp bún thì bỏ vô tô chơi cho cái kiểu hôm đó coi như thèm quá không có đó múc bún vô tô gấp cá vô mà cái con cá mà vừa câu lên nhỉ ngon này rồi câu lên mình không ăn lên á mà thêm mì lấy con nhà đi câu luôn là lấy con mấy bà đã cũng khô lắm mới chưa câu cá cầu là tươi hơn cá bánh tráng. Cái này là hút chân không nên nó chỉ thua thằng cá tươi 0.01. Phải mang về là hút chân không bỏ được đã. Hút chân không nó còn giấy nó một cái bọc có còn đâu. Hút bẻ cái bọc ra phải hút lại. Quan trọng cái người làm này cái người nấu cái món này xong rồi cái người nấu em đánh vần mà xong rồi em đâu có cắt được cái tay em nó đau quá em đâu có cắt được cái to quá sáng nay mới đi châm cứu ba chị cảm ơn chị chả cá đây dạ ba nhiêu đi nè dạ nó cũng cá hả chị nấu cái đầu hành nhiều nó giỏi lên cái miếng ra xong nó sôi lên bỏ vô cái nước nó không có bị tan mà cái nước nó rất là ngọt
Thế ra vùng biển người ta nấu á, mình biết á, mà ngon lắm. Cá. Mà ăn thấy ngon. Bà ở dân vùng biển rồi bà không ăn bún cá, không ăn cá. Không có đâu, nên cũng chỉ ăn. Chỉ tiệm ăn cá. Rất là xua. Mời bà ăn chứ còn không bao giờ bà nấu, không bao giờ bà. Không phải, không bao giờ bà đi chợ mà kêu bún cá. Không, có thể là không đi chợ được à? Nấu, không biết nấu, lên tiệm ăn kêu tụi em phải gọi bà ăn. Ờ thì đâu có, nhưng mà đi chợ, không bao giờ mình nhắc đến cá, không bao giờ mà ngó đến làng cá. Cái chai này, khui khui chị, chai lặng nè. Ờ, đó, cái chai lặng á. Vô 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 bà con ơi, bà con ơi, bà con. Vô, 2, 3, vô. Happy New Year. Ờ. Lát em. Không say không về. Bà là cái cứu sườn, thịt vai, thịt bò. Bia đây cũng rất là đẹp. Thôi, bà bỏ. Bà biết làm cái món đó, chứ còn bà không biết làm món cá. Bà biết ăn thôi, mà nếu mà ai mà làm mà tay nhớ mà sao không ăn. Ngay bà tên bà cũng không làm được, nên bà đâu không nhắc tới làm gì. Nói chuyện chừng, nếu bà đâu làm, bà không thể đấy. Đó, chị nấu nấu cá hả? Thì đúng là chị không có nấu ăn á. Không có bà, ở nhà, về nhà là có bà già nấu rồi. Cá biệt bây giờ mới ngon hơn cá sông. Không giờ bà ăn cá biệt nó lành hơn cá sông nha. Cá biệt á. Bây giờ mình ăn miếng cá thôi. Chưa được thấy nó xuống đó rồi. Nó không bị cholesterol như ăn cá sông. Nên bây giờ cứ đi CBD nhưng mà cầu. Ăn cá biển có bữa bữa chắc anh qua là ba ơi ừ anh là ba này thì hôm đó là anh nói mà được kia đó mà ông gọi thử xem là thằng em nó có liên lạc với ông kia có tàu không. Mẹ tôi có gọi được, nó đang đi làm, nó mới nhận chót, sao đi là nó đi được. Con này giờ chắc phải kéo nó vô mấy tiếng hồ, vô tới. Nó này là 17 phút. Này em cho anh coi con cá, anh giữ nè, câu. Đúng rồi, thằng 10 nó chụp hình đấy, con cá cũng ghê lắm, nóng qua bên đó một lần. Câu được à? Câu đó. Mà cái cần câu anh thấy em nhìn thấy cần câu bé bằng cái ngón tay út này. Mà giật được cá này luôn. Kinh luôn. Không gãy luôn. Mỹ mà. Phải rồi mấy cần câu đó nó tèn lắm. Dài. Nó có cái sức kéo sức nặng ấy. Ý anh Trung nói là anh Quân nói là cần câu Mỹ bao giờ nó cũng dai. Dài. 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 Còn cần Việt Nam là nó mới dai. Quân này anh nói phải hiểu sâu sâu luôn. Phải hiểu nửa tiếng mới hiểu được. Vừa cầm cái xương kia. Hôm trước là anh cầm từng cái đó anh mẹ anh. Cả nhà cầm béo cả thùng nó đã. Cái đó là gì? Cái xương mà nó có cá. Cái thương mà trên tóc lưng mình cầm. Mà nó béo cái đầu mình cầm. Đây là anh thấy cá cá cầu cầu quá nha. Đúng vậy cầu cầu á. Mà bằng nửa mười đó. Mà cá biển luôn hả? Cá biển á. Cái này đúng không? Như con này đúng không? Không, đúng rồi, là cá một. Cá đây là cá sủ. Cái trần tô đó. Cá sủ đúng không? Cá sủ. Cá sủ mà cá sủ vàng ở Việt Nam anh trai cho nó bán mắc lắm, cả tỷ đồng một con. Cá sủ vàng là nó ở sông. Nó cá này biển. Cá sủ vàng nó có ở sông thôi. Sông, cá này là cá biển. Cá biển mình nó đâu có gọi tên sủ. Cá sủ. Cá sủ vàng. Nếu mà đúng cá sủ á thằng bà này nó bảo tới mùa thì ta câu cá sấu vàng ta câu một đống mày đưa cá sấu vàng nhiều lắm tao cá sấu sông mới về Việt Nam mày bán mấy tỷ tao bán cho mày năm mươi ngàn con thôi mày về Việt Nam mày muốn bán mấy tỷ chứ mười bê gần chết đó bê bự ra cá sấu vàng sông với tao nó câu cầu quá chứ không phải là nói là đánh lưới hay đi biển rồi mà đứng trên cầu nó câu á. Mà kéo mấy tiếng hồ vô tới nơi được không? Người ta kéo sao người ta phải có cái vợt á. Thế là nó dằn co mình đó. Dằn co mình đó. Có cái vợt mình hốt đó. Cá to người ta câu cực to. Thấy nó dằn dưới cái hồ đó. Câu được đó. Câu cái lưới 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 đó. Câ
cá to mà nó câu cần to. Mấy con cá này nó câu mấy cần mà là 8 từng pound, 40 ký á. Nó chỉ cần bằng này thôi. Có cái cần của các đâu cần câu được đúng không? Này nhỏ nhỏ. Cần này đã được 20 ký rồi. Còn những cái cần câu biển á là nó ngắn có khúc bằng vậy. À, cái đầu ngọn nó có thể bằng ngọn á là bằng cái đũa này. Này, một cá thu này. Từ này. Cá thu à? Hả? Cá thu biển à? À là nó có thể tới 100 ký ạ. Ở bên đây hơi nhiều chỗ ăn chơi. Dây câu của nó là cũng coi như là cũng 500 phao. Cá thu mà là 250 thu tươi luôn là câu dây đó, thôi. Tươi đó, tươi đó. Chả sợ là đi mua xong rồi hai vợ chồng cầm lên chụp hình. Ta chả mua. Tới mùa cái loại cá thu này á. Cái gì chứ không phải. Cá này người ta đi đánh không cho. Phải chứng mắt là đang quay cầm. Cái tháng mà mùa hè á. Cái thằng Tuấn mà bạn anh mà nó tới nó làm cái máy đề cho thằng của anh với lại người á. Tới mùa tháng hè là nó chở cả nhà nó chiếc camper nó đi vòng. Nó có cái chiếc xe camper này. Bao giờ đến rồi? Nếu mùa hè nó chở nó đi vòng vòng cả tháng trời á. Nó chạy qua Mississippi. Mình vô thì Alabama. Nó báo qua Mississippi á. Lần nghe biển á, mà em đi là mấy con bà á chạy ra chút á, 10 phút. Cái thằng đó nó sang cái nhà hàng mà nó sang cái lũ cùng nhà mà kêu là tại nó mệt quá, có hai mẹ con làm ăn kêu mùi sang để chơi đi, mẹ có 4 tuần nào bên này có 100 ngàn, còn 100 ngàn mất cũng đi thôi, cũng đi chứ không có đó nữa, mất thì mất. Em uống nhiều đây chắc đủ. Mà nhà hàng đông rất lớn cho bạn chồng tí tù vừa. Bây giờ mình để cho anh cá ngày mai nhậu tiếp. Mai làm sao có cái mà nhậu tiếp được. Mai còn một tô này nè. Phải để dành thôi. Mai nhúng một chiếc lại thôi. Chơi nhà nó vui. Và nhà hàng. Không. Chơi nhà nó vui rồi. Nhà nó vui. Không có để dành. Không có để dành. Mỹ không có cho để dành. Ờ vậy hả? Ừ. Anh thả về trong cửa. Cho ra. Ngày coi như là ăn hết đi rồi. Ngày mai chúa lại ban cho cái khác. Ngày nào có quả ngày đấy. Mai ta mua là về xuống đây nấu. Tại nhà đâu không có bàn có ghế vậy đó. Em biết nhưng mà cái nấu á là mai thì em phải như nào. Biết rồi. Nhưng mà anh nói gì? Ta nấu á. Mẹ là số 1. Không có nấu mẹ mấy không chơi. Đi trưng bày cho bên bên. Lẩu dê thêm mấy miếng măng nếu có. À, lẩu dê là khoai môn, khoai môn, rau cải cay. Có mì xe rồi. Đúng rồi. Có mì xe. Chỉ có mì với còn tao mua cải với lẩu dê. Em mua lẩu dê anh biết. Nhà có mì khoai môn là số 1 á. Có mì. Nhà có gia vị nấu khoai môn hồi đó mày chiên cái khoai môn nó bỏ vô nó thì đó cái đó anh chiên sơ qua xong bắt đầu anh thả vô cái là ăn liền luôn, nó chín rồi cái là ăn liền luôn. Không phải luộc trước chứ. Không chiên luôn rồi cho nó đâu cái đó nó vàng cái bỏ ngoài nó nguyên miếng vậy cắt nhiều bỏ lâu rồi đó là mình cũng chẳng buồn đâu nó chiên sơ qua cái bỏ ngoài nó cứng nhưng mà bên trong nó vẫn mềm. Nhưng mà ăn lẩu dê kèm theo cái gì không? Không, trứng vịt thịt lợn. Thích thì có. Ừ, trời ơi. Thích thì chiều. Nó lặng ngọt nước ăn nó thơm. Mắt lần lần lần. Lẩu dê là mặt. Mới hợp mà. Khóc. Thiếu khóa học. Nghe nói có hùng tươi với lại là không. Cái đó Việt Nam vẫn nhậu mà. Lẩu ngọt với lẩu dê là nó cho vịt lộn. Tại thằng nấu lẩu dê nó nấu dở nên nó phải cho cả những vịt lộn vô nó cho mới ngọt. Cái lẩu dê nó đã ngọt nước ngon rồi cho. Ý là mình nói là nó ăn nó vịt nó lạ. Vị nó lạ vậy đó. Từ cái lẩu dê nó phải là ngon rồi mới vị. Mai đâu đi đâu, mai thích chở đi câu, ai sẽ nhìn cho biết. Chờ đi chè, đi kéo cho biết. Nửa tiếng. Chở đi nửa ngày cho biết, rồi về nấu lẩu dê, chiều với bà lên về nhau. Chờ đến núi cho bà, chờ núi đi cho bà. Casino hả? Trên núi thì thứ tư. Nên mà thứ tư muốn lên núi thì chạy lên núi. Mai câu cá cái xíu đi. Câu là... Ai biết xình hả? Ờ, ai biết xình. Câu là nói 2-3 tiếng gì đó cho vui. Ừ, đi gần mà đi xình. Câu là săn bắn rồi thì... Thì săn bắn là không có mùa. Mà mai con lên thăm bên nhà nó làm đi câu cá. Có quần áo đồ đặc thế nào. Ủa, nhiều quá. À, cái lẩu dê á là phải mình ướp trước từ 4 tiếng tới 8 tiếng. Sáng mai anh ở nhà. Rồi chiều á tao phải mang lên đây nấu. Nấu ngay cho. Nhanh.
không dê không mà nó mềm mà đâu phải dân đâu. Sáng anh chạy đi đâu? Sáng anh đi mua về ta ướp từ 4 tiếng đến 8 tiếng rồi mới chiều ra chợ này nấu. Thì 4-5 giờ em đang lên đây. Tụi bay đi làm, tụi bay đi làm về. Ok. Rồi nó có đầu ra. Mai nữa. Thêm một ôm hôm nay nữa. Đó, đó, chơi mà chơi. Chơi, chơi, chơi. Đúng rồi, chơi vô. Anh chơi là nhà mình có cái gì rồi, cái loại mà tàu hockey. Ok á. Mấy cái đó ngoài quán ngoài tiệm nó bán nó độn thêm cho mình ăn thôi. Còn ở nhà mà ăn thịt cho nó sướng nên nó mắc chi ở tủ kia. Nhưng mà tiền nó mắc. Nó mắc tiền. Ờ đấy là mắc. Ở bên này tụi em đang sợ. Tụi em đang sợ. Mấy bên Nam phải độn không à? Độn luôn ra. Ờ. Môn mà độn có môn nhiều vô chứ ít chứ thôi. Mang cái lẩu ra có 2-3 cái cục thịt nó trôi lần bần xong rồi nó cho muối. Hai miếng hai tô rau như vậy là đồn rau với lại đồn là thì phồng đồ chi không à. Đúng rồi. Thịt làm sao mà có xíu thịt thà có. Với lại đậu dê nó cho nước cái đậu hũ mà đậu hũ nó tươi á. Đúng rồi nước. Đậu hũ chưa chiên á. Thịt mà nó bỏ vô. 2-3 thằng giành nhau thì nó dài dài rồi xong hết. Chủ yếu là ăn mì rồi. Mì. Mì với nước không có phù hợp. 4-5 gói mì gói bắt đầu nó cho tươi đen. Uống rượu không à. Uống rượu, uống cái ba cái rượu chuối hồ rồi rượu tùm lum. Thôi em cá nhiều đi. Ngoại thế đó. Làm vài xin. Sao không? Nếu mà để ngày mai nó không có ngon. Em đừng có dầm nữa, anh tới đâu cách cho nó. Em dầm với là nó nát cái thì tao đừng có dầm nữa. Ủa cái xương nó không có, xương nó không có xương xương phục nha. Xương lớn vậy không? Không có xương lớn. À, xương trong. Nên là có thịt, mình ăn thịt không ạ? Đó hỏi. Những cái tên biết mà ai ăn. Ông cô có biết làm cá không? Trời ơi, cho ông 2 con cá mà chưa làm, ông biết đâu biết làm đâu. Trời cho ông ăn con, nó ăn thôi. Ông biết làm cho nó sốt cà chua, sốt cà chua ngọt. Đánh vẩy vào. Chỉ có đánh vẩy, chặt cái vây này, rồi lấy cái dao cạo. Rửa sạch sẽ, no, phải có con dao làm cá. Con dao mà đánh vẩy á. Đánh mà nó bay hết vẩy. Nó có cái răng này. Nó tròn ha, không phải tròn tròn. Nó đưa cho ông nè, nó cái đánh vẩy nó tròn tròn. Nó có loại đánh vẩy là một cái vòng tròn nhưng mà cái răng của nó giống như cái răng cưa lưỡi cưa máy là mình cào như vậy này à, thì có loại đánh vẩy như vậy. Có loại đánh vẩy nó làm một cái cục vuông với bàn chải răng. Hồi xưa đưa cá cho chị Loan là phải tặng thêm cho chị con dao đánh cá nữa. Tại vì chị vào chị làm cá thì cũng sợ lắm. Xong rồi là mình chặt cái vẩy lưng chung quanh đuôi đúng. Nó sốt cà chua gì bột phát bột chập đứt rồi lấy chập xong lấy thằng đi câu cá làm cá hơn phê chập đi 10 giờ thích đi câu đúng chập chỉ mất cái răng thôi mình cứ chập xong quá mất hồi xưa cái con cá ông đi câu ở đây nó còn to hơn đây này em mang ra sau vườn em làm hôm nay cái món này làm được con cá thất cách là hồi đó cái này nó không có đau bây giờ cái này nó đau rồi không tưới nước lên cho nên là không có không có tưới nước lên không có dùng sức không ăn cái vậy mới qua đấy thì già nó mất cái độ bé cao lắm cầm con cá anh kia làm nên vị thì nó khác nhưng mà nếu mà cứ một nó bự nó dài là đi làm sao đánh ra rồi lửa nó muối hay gì không? Không nhất thiết ông cá hả? Cá biển không? Nó là ở trong nước. Muối rồi ông chẳng cần rồi rửa nước lạnh cho sạch thôi. Xong rồi anh rửa muối nữa. Rửa xong mắt phải lấy chủ hết bên trong thôi. Không cần. Anh chỉ rửa sạch. Anh lấy giấy anh thấm. Anh thấm cho nó khô. Anh chiên hồ. Anh chiên sơ lên cho nó vàng da chung quanh để qua mềm. Bắt đầu hành tây. Anh thích thái hành tây cái kiểu mà muối khía hay thái hành tây kiểu hợp lên tùy anh thích. Cà chua cũng vậy, anh muốn thật bột hợp lên cũng được mà thái muối khía cũng được. Anh chải xuống dưới, nếu mà được anh để hai cây sả ở dưới bắt đầu mới chải cái lớp hành tây và chải cả muối lên trên. Sau đó bắt đầu anh đặt miếng lên trên khi mà nó sôi sôi lên anh chan thêm một tí nước vô để cho nó ngập nửa con cá. Rồi đến lúc mà anh sốt, anh cứ múc nước anh tưới lên trên mình con cá ra nó không khô. Còn không thích cho anh lật mặt. Nếu con cá nó không bị cháy da, anh lật mặt. Còn lúc mình đi gọi em. Cá này tao chỉ thích chiên với lại là cá. Hấp thôi. Đã hỏi. Chúng là chiên. Có lên được không? Có lên được không? Còn không có nguyên liệu. Mẹ đang ăn con cá đi đâu nữa? Quẳng như mẹ vô cái nồi á, làm sạch cái bụng cá vô cái nồi á, rồi cho cái tí cà chua với rau thì là rồi ông nêm nếm bột cọt với tiêu cho cay, rồi cá để chấm nước mắm với cải. Mẹ đang ăn con cá này. Không nổi luôn.
mà ăn khô cũng được, mà ăn cơm cũng được, mà ăn bún cũng được, không có rối. Thí chủ thì đi quỳ lại thì quay lên thế mai cồ cùng là một con một giống cá, sáu con cá nấu sáu món mà ăn không ngớn một tí nào, ăn hết sạch mẹ nó mình tay nghề bạn này giỏi. Mà nhà không có một miếng bột ngọt nha. Và tuyệt đối là chị không có miếng bột ngọt. Cái này tụi em nấu đồ ăn cũng không có miếng bột ngọt, ngọt. Không, nên mà bà con ma luôn á. Không. Từ ngày mà em sang mình nấu á, nấu bột ngọt nó nên không có bị tiểu đường. Bột nêm. Có bột ngọt đấy. Ở bột ngọt là bột ngọt là người ta muốn chê đó. Tất cả một số bột, bếp người ta. Tại vì nếu mà mình ăn mình đừng nấu đường, nấu bột ngọt thì nó không có bị tiểu đường. Chỉ có bột nêm thôi. Nó chiết xuất từ cái bột mì nên cái lượng đường của nó không có, nó tạo cho mình vị ngọt thôi chứ lượng đường của nó không có. Nhưng mà nước mắm Việt được hai cua không? Nước mắm ba cua rồi. Không cho nhiều quá. Em phải chạy lên tới Louisiana là một tiếng 45 phút. Vô 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 vô. Vô. À không say không về. Có chợ Việt Nam. Nếu mà say rồi thì sẽ bị đuổi về. Nhưng mà cái chợ mà lớn giống như là Thái Bình.